Cái gà đấy mà nói chuyện mà mua con gà đấy để làm vu là cái nó sai lầm. Khi cái quan mã con gà, cái cần nó dài mà thắng tròn, nó gương mặt của nó là cái hai cái xương hàm nó rộng, mắt nó sắc ngược, mồm thì dâu dựng đứng lên, mà cái chân mồm của nó dày. Còn cái đùi cán thì đúng là con ba, mà cái tóc mình nó từ cái xương da giờ ra tới cái bộ hậu của nó là nghĩa là nó liền không không chơi gì chỗ nào được. Ra nó chịu con gà vô. Là giá tiền gà phu chứ không phải là gà phu đấy, anh cháu nó nói ý là nó mua thời điểm là giá tiền gà phu mua đỡ làm phu, nhưng mà đó lại trở thành gà chiến. Nhưng mà cái con gà đó ngồi cái giá tình như bác vừa mô tả thì nó có gì đặc biệt được mà vừa con gà tiến ngân hàng nữa không ạ? Đó, cái ghế của nó là khó chịu lắm. Cái ghế là nếu mà mình nhốt trong phòng là ngủ được không được, nó thét lên nó thét lên nghe tối tai lắm, giống như cái tiếng tứ trụ á, giống như tiếng tứ trụ 30 phần đấy, tiếng tứ trụ là nó tiếng nó sằng rất cao khó chịu lắm. Mình nuôi chung chỗ đấy cỡ ba bốn con gà là nó gáy con hai bữa sau là tốt. Cái tiếng gáy của nó khó chịu lắm, mà nói cho đúng ra thì vậy là nó không có linh cơ. Khi lúc đi đó thì thường đi đá đó cũng có bị gáy. Tại vì hầu là tôi như bé bé rồi tôi đi chung đặt từ Quảng Ngãi rồi đi ra đá Quảng Ngãi cũng có ổn, mà đi vô trong giờ lúc nào ví dụ cái bàn phái chẳng hạn như đá từ hầu đấy là con gà bông từ bé vô đá tại Xuân Lộc á, là con ngô là ông 10 cặp chạm vô là coi như thứ bảy, ông nói bây giờ đá không ngon dạ dạ giờ đại kêu hết Phú Khánh ra, còn Tân Sơn là đại diện cho Nghĩa Bình, hồi đó là mình còn mình rồi bắt đầu là chúng ta sẽ đi tới một cái giai thoại mà một cái trận gà mà có thể nói rằng là ám ảnh cho bất cứ người nào mà đã chứng kiến. Thì bác Sáu vừa rồi đã hé lộ một chút chi tiết đầu tiên, đó là trận mà con ô bông cừu béo gặp ô bông mà không ạ, ô bông cừu béo trứng vàng, trứng vàng bạc, trứng vàng bạc. Thì cái giai thoại về con gà ô bông và cái trận đấu đó với con gà ô ngủ là của Hoàng Giả. Dạ. Thì bác có thể chia sẻ lại cái trận đấu đó và cái giai thoại về câu chuyện về con gà ô bông đó luôn ạ. Dạ, mời trận đấu. Dạ, cái vô ráp trận ngày thứ bảy thì nó đầu qua ngày chủ nhật đá mưa ngon, tức là giờ Bình Định mình vào kia là Nghĩa Bình á. Dạ, còn lúc đó còn tên Nghĩa Bình luôn. Nghĩa Bình đá với Phú Khánh. Và Nghĩa Bình đá với Phú Khánh là Bình Phú Yên Khánh Hòa. Đấy, Nghĩa Bình là Quảng Ngãi Bình Định. Là coi như Nghĩa Bình đá Phú Khánh là trận gà liên tình và đại diện cho tỉnh luôn. Mình là đại diện cho Nghĩa Bình. Nghĩa Bình. Còn Dân Giả nó đại diện cho Phú Khánh. Dạ. Trong khi con gà ông ú là có thông tin nữa là phải 12 cái. Dạ. Cái ông bạn của tôi đã đấu đó là nói không. Dạ đâu. Tôi nói không, anh cứ yên tế. Nói thua quá rồi. Tôi nói thôi bây giờ anh thua bao nhiêu tôi tâm rồi anh kêu đã. Coi như thua rồi. Có lấy tiền. Có lẽ tiền ăn hay là lấy tiền. Tức là ông lại chụp lọc đó, cũng đó. Dạ, cũng đó. Là chiến hữu của mình mới nói như vậy chứ à? Chiến hữu á. Dạ. Thì ảnh cũng nghi ngờ, trong khi ảnh cũng quen với cái tay Bảy Vững kia. Dạ, Bảy Vững là chủ của ngũ, ngũ là tài quan giả. Rồi. Ngũ chắc là cô ngũ chắc là tử mị quá. Nó cứ nó xuống dưới là nó chung với dưới như cái chứ nó ngủ. Nhắm mắt bài rụt lịch là nó mà nó đá đồn đồn là đồn chết không á. Là đậm ít đá. Mà cứ chờ đá đồng nghiêm không nó đá đồ. Cái trận đó là ba cùng đi mà đúng không bạn? Dạ. Hai bên nói nó nghiêm lắm. Đúng là ba nhiều cuối cùng dừng lại. Chỉ có một bên là ba người thôi, không được ai vô hết, không được thay nữa. Là một bên cho nước á là ba người. Ba người, không được ra vô, không được thay. Cũng là một trận siêu kinh điển là coi như lực lượng cũng khác với trận bình thường. Gà ô bông ăn bấy hồ ăn không? Không, mùa đó nó ăn có ba hồ nữa rồi. Là tôi nhớ là cái chỗ đầu á, cái hồ đầu á thì nó chép mình đó, tới chừng sau á là mình chép lại mình bay mở trên trước không, nó bay mở dưới trước mà không có, nó bị mở dưới
mình không có bị cái gì hết, nó đá mình cứ bay lên mà là quát quát luôn à, là mình đá nó rớt trong bờ dưới, mà trong khi đó ở trong đó có người bay mở dưới được. Cái lúc đấy thì Tây Hà đấy thò vô mày mở dưới thì thành chủ trường nó không cho. À, do là mình quy định là một bên ba người rồi, nghĩa là một cái trận siêu kinh điển đó thì mỗi bên đó là quy định trước và trọng tài nói rằng là ngoài ba người đó không ai được đụng vô nữa, là cho nước là mỗi bên ba người. Cho nên lúc mà rớt ngõ dưới thì trong nhóm bên kia không có người biết làm, cái người biết làm thì lại vào thì là trọng tài phải đuổi ra. Đó rồi ấy, nó đá mình cứ bay lên mặt luôn. Một hồ là nó đá mình một hai cái đòn cắn gì một hai cái là cứ nhảy lên bệnh nó xuống à, rồi cái đường dây nó con rồi con cái là nó con đó, nói chung như vậy là bắt đầu cũng như vậy, bước đầu ngoài đầu nó đá ngày gọi là cái đường sâu là nó quăng cái quá dưới rồi là khai thác cứ mọi dưới nó đá cùng gà mà gà tên túi mà chạy thuốc mà có bao giờ đấy à. Là cái lúc đó là nó bay mỏ không hồ mấy hồ thứ ba dạ, hồ đó thua luôn, hồ đó bay cái mỏ rồi là dàn chạy luôn, dàn mỏ rồi là vô nữa là nó đá cưới thổ đó nó đá gãy xuống nào được, có vô là nước mà không uống được nào là cuối cùng là Bách Hà đó vào thì bị đuổi ra luôn, hay vẫn cho lại không, ví dụ như ngồi ở ngoài ngoài mình nhưng mà ôm con gà đưa ra rồi, có nghĩa là vẫn là Bác Hà làm cái mỏ chứ không mà ngồi ở ngồi mình rồi bây giờ là lách luật, lúc đó là lách luật á, Hà nó phụ tài anh Hà giá lốt con gà Hà đấy chỗ đi cũng lung tung rồi đó, Hà bị cướp á. Đi bây giờ là bắt đầu cái trận đó thì tại sao nó là một cái trận đấu lớn, để cái tiền cược nó lớn hay là như nào nó là nó là cái nó lớn, cái tiền cược cũng lớn, lớn nhưng mà đồ cái đá gà quyết cái danh dự danh dự là do kích nhau là đại diện hai nơi, đại diện nó hai tỉnh luôn, hai tỉnh bên mình á là coi như dân Bình Định là đồng ý là đại diện luôn, không đại diện luôn, vậy là trong đó là cũng là nhiều huyện có cả Quy Nhơn cũng đồng ý là đại diện luôn. Thì nói chung thì Quy Nhơn đó người tập cũng tuyên bố là Tây Sơn đại diện cho Nghĩa Bình, còn người Nhận Giả thì đại diện cho Phú Khánh. Dạ là nghĩa là ghép hôm thứ bảy mà chủ nhật mới đá, vậy là coi như người ta có thêm thời gian đỡ mà gọi như thông tin liên lạc với nhau. Thế thì cái trận đấu đó là gần như cái giới đá gà liên tỉnh là có hết. Con gà bông gà quéo nó là 3.7 còn con gà bông búa là 4.2 thương tích nặng không, không có nặng, giờ nó phế đâu à, cái con gà của Nhân Giả thương tích nặng lắm, nặng là do mình đá cái mặt nó dữ đá cái mặt lúc nó ra là nó đứng không được nữa mà cắm đầu đó nó đá mình cái khi nên mình bị đòn một hai cái rồi là mình biết đầu con gà nó khôn lắm. Nói chung giờ là nó không còn cửa, nó bắt đầu nó bước cái chân nhẹ qua bước vào bắt đầu nó đá dồn dập đúng rồi.